Còn trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục đi lên vào sáng ngày đầu tuần, kéo dài đà tăng từ phiên trước. Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 2.516 đô la Mỹ một ounce vào lúc 7 giờ 30 phút sáng theo giờ Việt Nam. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2% lên hơn 2.551 đô la Mỹ một ounce. Cập nhật đến 15 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay vẫn tiếp tục đà tăng từ phiên sáng lên hơn 2.520 đô la Mỹ một ounce. Đồng đô la Mỹ đang dao động gần mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Giá kim loại quý luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng đô la Mỹ yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng. Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan. Khảo sát của Kiko với các giám đốc ngân hàng, nhà phân tích, chuyên viên đầu tư cho thấy 58% dự báo giá vàng đi lên, chỉ 17% đặt cược giá vàng, giá giảm và 25% kỳ vọng đi ngang.